Hôm nay là móng tay này về nó dễ nhỉ. Và wow, khó lặn thế. Dọn cái điện thoại à? Mình cái to chứ, cho đẹp.
thưa chứ. Nó ấy thưa thưa này một tí. Đi đâu? Tạt đây này. Tạt đây này. Quên cái chỗ này. Từ khi định được đối kia lừa, anh ý thức được chữ ký của mình rất quan trọng, không thể bừa bãi được. Nhưng với nó mà, chỉ là thói quen thôi, nhưng anh thấy có lỗi với nó vô cùng. Nó là ai mà anh có thể dập khuôn theo thói quen đấy vậy chứ? Chỉ là thói quen mà anh lại đánh đồng nó với đọc số kia sao? Nghe anh nói nhếch môi dè
nhưng đột nhiên nó khựng lại. Lỡ như có phải chính là cái lỡ như đó